Rồi nhé. Hôm trước là chúng ta đã học cái bài đầu tiên là bài giới thiệu. Giới thiệu những tính năng chính. Đợi một chút thôi. Tôi kiểm tra cái này một chút. Nhớ lại một chút những kinh nghiệm của bài hôm trước nhé. Đợi một chút. Chúng ta đã học một số các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu cơ bản của Python, mà cái này là sẽ giới thiệu cho học sinh ngay từ đầu, chứ không phải giới thiệu dần dần trong các bài. Thì tôi nhắc lại là mà kiểu dữ liệu in này là kiểu dữ liệu là số nguyên, thì số nguyên là cái đặc biệt là cái là cái kiểu dữ liệu mà riêng đối với Python thì nó không hạn chế độ lớn của số nguyên, cái này là cái đặc biệt. Cái thứ hai là số thực với dấu phẩy động, nó gọi là float. Thì đối với dấu thực này thì đối với Python thì nó hạn chế, đó là kiểu dữ liệu dấu phẩy động với 64 bit và với độ chính xác kép. Đấy, thì nó cỡ khoảng, tôi hôm qua khoảng nó khoảng là cỡ khoảng là 1.8 gì đó mà nhân với 10 mũ 308, cỡ như vậy. Cái cỡ của nó là như vậy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ cái này ở trên màn hình. Tiếp theo nữa là kiểu dữ liệu mà là sâu ký tự. À, một kiểu dữ liệu nữa mà chúng ta nói là kiểu dữ liệu là logic hay là cái dữ liệu là bool. Thì cả kiểu bốn dữ liệu này là kiểu dữ liệu mà giống hệt ở trong tất cả các cái ở trong tất cả các ngữ lập trình bậc cao như là Pascal hay là C, nó đều giống nhau. Chúng ta chú ý thêm một chút nữa là cái bool này là kiểu dữ liệu, nó chỉ có hai cái giá trị thôi, là đúng và sai, và trong Python thì đó là các cái từ khóa luôn, true và false. Và false thì đây là các từ khóa đặc biệt ở trong Python thì hệ thống từ khóa của nó rất nhiều, nhưng mà nó chỉ có ba cái từ khóa là bắt đầu bằng chữ in hoa, còn lại là tất cả các từ khóa khác đều là chữ in thường hết. Chỉ riêng đây là hai cái nôm na là hai từ khóa, nhưng chúng ta cũng hiểu đây là hai cái giá trị duy nhất của kiểu dữ liệu là bool, kiểu dữ liệu là logic, được chưa? Ngoài ra thì nó theo ngoài cái true và false ra thì ở trong Python nó còn một cái từ khóa nữa là cái từ khóa là bắt đầu bằng chữ hoa, là chữ năn. Cái này thì học sinh chưa cần học đến lớp 11 mới học đến, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta cũng nên biết một chút về cái năn này. Cái năn này là nó thuộc một kiểu dữ liệu đặc biệt. Cái năn này là một cái nó là một cái hằng số, nhưng mà nó là một cái dữ liệu, một cái giá trị của một kiểu dữ liệu đặc biệt là cái kiểu dữ liệu này. Chúng lại thêm là cái kiểu dữ liệu có tên là năn thải đấy. Nôm na có thể, thậm chí có thể chúng ta có thể đưa cái này vào thành cái kiểu dữ liệu nằm trong kiểu dữ liệu cơ bản, nhưng kiểu dữ liệu này lại rất ít khi dùng. Thì cái từ khóa năn này nó tương đương như là trong Pascal là cái từ từ nin và cái từ nun. Từ nun ở trong trong C và nin ở trong ở trong Pascal, nó chỉ cái gì là nó rỗng rỗng nhé. Thì cái này là đối với học sinh lớp 10 chúng ta không 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 cần biết. Thật ra cái học sinh lớp 11 đến 12 cũng có học đến, nhưng mà nó cũng có học qua cái này, nhưng mà cũng không sâu lắm. Nhưng mà đối với, nó nhớ lại, đối với tất cả những người mà muốn tìm hiểu sâu hơn về 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 Python, muốn trở thành cái chuyên gia về Python thì tất nhiên là phải nắm vững cái hiểu biết rõ cái năn này, mà cái đó là vấn đề khác nhé. Rồi, nhưng mà đây là bốn cái kiểu dữ liệu cơ bản của Python, và chúng ta biết rồi là trong Python là cái ngôn ngữ mà chúng ta khi chúng ta khai báo một cái gán một cái biến, chúng ta không cần khai báo trước mà chỉ đặt, đặt đặt tên và gán là xong luôn. Ví dụ tôi viết x thì bằng 10 như này, thì lập tức là máy là hiểu là x thì là kiểu kiểu dữ liệu là nguyên,
và trong Python nó có một cái hàm là có cái lệnh, nó là lệnh type để mà chúng ta biết là khi gặp kiểu dữ liệu gì. Đó. Tăng kiểu dữ liệu là nguyên nhé. Biểu thì biết là y bằng 1.2 chẳng hạn, thì đây là nó tự động nó hiểu là cái y này là kiểu dữ liệu thực, là kiểu dữ liệu thực nhé. Thì đây. Đấy. Còn thì biết là s thì bằng là tôi biết là ví dụ như này là Hà Nội như này thì máy hiểu ngay là như vậy, s thì là kiểu dữ liệu là string nên mà tôi có thể dùng lệnh type. Hãy chúng ta chú ý đây là những cách rất cơ bản. Rồi chúng ta có thể thực hiện các phép tính, phép toán như là phép toán cộng này, trừ này, phép nhân này, phép kia, kia đây là kia thực, phép nguyên nha, phép lấy số dư và phép mà lấy số mũ, tức là những cái phép tính cơ bản đối với dữ liệu số. Còn đối với sâu thì nó có các cái kiểu dữ liệu là phép cộng sâu. Đối với sâu nhé, đối với sâu thì nó có cái kiểu dữ liệu là cộng sâu và nhân lên một số nguyên, một số tự nhiên. Thì cái phép nhân tự nhiên là chính là phép cộng liên tục các cái sâu giống nhau thôi. Đấy. Được rồi, thì đó là những cái mà hôm trước chúng ta đã biết nhé. Thế lát nữa tôi sẽ thêm về tôi sẽ nói thêm về cách chúng ta có thể tính ra được cái số thực lớn nhất như bây giờ để tạm thời chưa. Được rồi, thì chúng ta quay sang cái bài hôm nay và chuẩn bị cho các bài sắp tới. Thứ ba chúng ta sẽ học sang cái chủ đề là chúng ta học sâu hơn về về kiểu logic và chúng ta bắt đầu học sang các lệnh điều khiển chính. Đấy, thì bài hôm nay là cái bài liên quan đến các lệnh điều khiển chính. Bài hôm nay nhé. Như vậy là các lệnh điều khiển chính. Nhưng mà tôi hiểu đây là bài 2 nhé. Các lệnh điều khiển chính trong Python. Thì cái lệnh điều khiển này nó giống hệt như là mọi nguyên lập trình khác, cho nên về nguyên tắc là nó rất là chúng ta biết hết rồi, chúng ta dạy dạy Pascal thành thạo rồi, thì cái này là nó rất là thạo, rất đơn giản. Thì ở trong Python nó chỉ có ba lệnh, chúng ta chú ý có ba lệnh đó, chúng ta cần cần phải nhớ, nó khá đơn giản. Tuy nhiên khi chúng ta dạy học sinh ý, thì nói về chúng ta phải cẩn thận nhé. Thì ở trong cuốn sách kỹ trí thức thì tôi đã viết là ba lệnh này dạy trong ba tiết, trong ba bài khác nhau. Thì lệnh thứ nhất là lệnh if, lệnh dạy nhánh. Lệnh thứ hai là lệnh for, lệnh lặp với số bước lặp cố định. Và lệnh thứ ba là lệnh while, là lệnh lặp với số bước lặp là không cố định, là không biết trước. Thì đây là ba lệnh rất là dễ hiểu thôi, nhưng mà dễ hiểu và rất đơn giản đối với người lập trình. Vì đó là nó tạo ra cấu trúc lập trình rất là cơ bản. Đây là những lệnh lõi ở trong tất cả mọi ngữ lập trình. Tuy nhiên với từng lập trình thì nó có cái đặc thù riêng. Bây giờ tôi bắt đầu mô tả sang cái đầu tiên là cái lệnh if nhé. Lệnh if là cái lệnh nó mà lệnh lệnh dễ nhánh. Cú pháp của if là như sau. Lệnh if là như này. Đang chú ý bắt đầu cái cú pháp của nó bắt đầu là cái đặc biệt của Python đây. Cú pháp của lệnh if là như sau. Sau lệnh if là một cái điều kiện, là một cái biểu thức, hay là một cái điều kiện, là nôm na là một cái biểu thức mà nó có giá trị là đúng và sai, biểu thức logic. Sau đó là hai chấm, đấy, hai chấm số dòng đặc biệt nhé, và viết thụt vào. Đấy, thì viết thụt vào là bốn dấu cách hoặc là một tag ở trên màn hình. Thì khi chúng ta viết hai chấm số dòng thì máy tự thụt vào, và ở đây chúng ta sẽ mô tả các lệnh tiếp theo ở dưới này là những cái lệnh mà nếu cái độ này đúng. Đây là các lệnh, đây có thể là một lệnh hoặc là nhiều lệnh nhé. Thì tất cả các lệnh này là các lệnh ở trong vòng, nếu mà được đúng thì nó thì ở đây, và các lệnh này là đều viết thẳng hàng và thụt vào đúng bốn dấu cách. Và cái này là cái rất quan trọng nhé, thụt vào. Thật ra thụt vào là một dấu cách cũng được, hai cũng được, ba cũng được, miễn thẳng hàng. Nhưng mà mặc định thì Python quy định là bốn dấu cách, mà chúng ta có nên quy định chuẩn theo Python là bốn dấu cách. Khi chúng ta chấm hai chấm chúng ta Enter thì máy tự động thụt vào luôn. Nghĩa là nếu quyết định là đúng thì hiện cái lệnh này, còn nếu được cái này sai đấy, thì sao? Thì đây là cái lệnh if mà mức độ là đơn giản, thì nếu mà sai thì nó bỏ qua sang lệnh tiếp theo. Còn phương án 2 vẫn đầy đủ hơn là if, sau đó là cái điều kiện.
hai chấm, sau đó là các cái lệnh một đấy. Tức là nếu mà if đúng, nếu được cái đúng thì là được cái một, còn nếu mà sai thì chúng ta có cái từ khóa là else, nhưng mà else là một từ khóa và else hai chấm xuống dòng, xong lại thụt vào các lệnh hai. Nhưng mà đây là mô tả cái nhóm cái lệnh nhà. Nào, nhóm cái là nhóm lệnh nhà này. If đây là dạng ngắn không đầy đủ, còn đây là dạng đầy đủ có if và có else. Đó, đáng chú ý là sau này if là phải hai chấm. Thế đây nó ra chỗ này, cái chỗ này là một nhóm lệnh, đây là một nhóm lệnh, thì tất cả các nhóm lệnh ở trong Python đều là hai chấm xuống dòng hết. Cái này đúng cho mọi mọi nơi mọi chỗ, chúng mọi lệnh if nhé. Thế nên là những lệnh này rất là cơ bản. Đi tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đây, ví dụ bây giờ tôi viết là n là một số mà tôi 10 chẳng hạn. Sau tôi sẽ kiểm tra xem n là số chẵn hay số lẻ. Thì nếu n là chẵn thông báo là chẵn, n lẻ thì là lẻ, in ra dòng chữ lẻ. Thì chúng ta dùng lệnh là if này. Cái lệnh kiểm tra là n là chẵn tức là gì? Tức là n chia lấy số dư n chia cho 2 mà bằng 0 hay là 0. Tại vì đây là cái điều kiện để kiểm tra xem là 2 n là chẵn hay lẻ nhé. Thì nếu mà được gọi là đúng thì n là chẵn, chúng ta hai chấm xuống dòng đó và thông báo dùng lệnh print thông báo là chẵn, cái lệnh chẵn được chưa? Xong chúng ta xuống dòng, chúng ta lùi ra 1, 2, 3, 4 là đúng một nhất, xong cho là L cái chữ L và chữ X nó phải thẳng hàng với nhau, xong L xong hai chấm xuống dòng thì tự động máy sẽ thụt vào là bốn dấu cách, chúng ta gọi chữ print ở đây. Xong chúng ta lẻ ta enter nó máy chạy chạy này chạy nhé. Đó thì thông báo máy sẽ báo ra là số chẵn được chưa. Đấy, chúng ta mà đây chữ là if này. Tôi lấy ví dụ hai là một cái ví dụ mà nó trong cái biểu thức logic như này, trong biểu thức logic mà trong điều kiện của if thì là làm biểu thức logic bất kỳ, thì nó chứa các cái toán tử logic như là and, or hoặc là not, nó có rất nhiều, chúng ta có sử dụng thoải mái như đó. Tôi lấy ví dụ nhé, này ví dụ hai này là ví dụ khó hơn này, là bây giờ tôi hãy nhập n là một cái năm bất kỳ là 2022 chẳng hạn, tôi kiểm tra xem n có phải là năm nhuận hay không. Đấy, chưa? Thì cái lệnh mà cái biểu thức mà năm nhuận tức là như này, chúng ta nhớ lại một chút cái điều kiện của năm nhuận nhé. Cái n này, n là năm nhuận. Nếu thỏa mãn điều kiện sau đây này, thứ nhất là nó vẫn là hoặc n chia hết cho 400 thì lập tức tức là năm nhuận. Bây giờ hoặc là nếu n không chia cho 400 thì là n là phải như sau, phải thỏa mãn thêm hai điều kiện nữa, phải điều kiện đồng thời là gì, hoặc là n là phải chia hết cho 4 và đồng thời n không chia hết cho 100, không chia hết cho 100. Đó, thì đây là cái điều kiện nói bằng lời, việc tôi mô tả cái đó ở trên máy tính nhá. Đây thì tôi viết như sau, là if này tôi có thể viết một cái biểu thức dài ở dưới if này, if n cho 400 bằng 0. Đấy, thế là đây là cái điều kiện thứ nhất này, tức là hoặc là n chia cho 400 bằng 0, hoặc phải dùng or đây. Nếu mà chúng ta có hai biểu thức thôi thì ta không cần để ngoặc or nhé. Hoặc là gì? Hoặc là nhưng nếu mà hoặc thì phải là đồng thời n đồng thời là chia cho 4 và không chia cho 100 thì phải ta phải ngoặc ra. Hoặc này, đồng thời là n phải chia cho 4. Đấy. Chia hết cho 4. Tức là như này. Đồng thời n là n không chia cho 100, n chia cho 100 khác không. Đó, đúng rồi. Anh thì đây chính là cái điều kiện mà để mà n n là năm nhuận hay không.
Vậy là ít như này chúng ta hai chấm xuống dòng và print. Print cái dòng chữ là gì? Là n phẩy mở ngoặc là 5 nhận. Bây giờ ngược lại 1 2 3 4 L chúng ta print. Print là n phẩy không là 5 nhận. Không là 5 nhận chúng ta nhận đúng nhất không là 5 nhận. Thế đây chính là cái đây chính là cái lệnh mà n là có trước ở đây nhé. Đây là lệnh là kiểm tra xem n là nhận hay là không và nó sẽ in ra trên màn hình. Em chúng ta enter này. Đây, thông báo như vậy này. 22 202 không không là đồng nhận. Thì chúng ta làm lại thử ra đặt n bằng 20 2024 nhé. Xong nhận hay không nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc copy cái này xuống đây chúng ta kiểm tra. Copy cái này. Và chúng ta sẽ kiểm tra. N là nhận hay không? Chúng ta enter. N là nhận. 2024 sẽ là năm nhuận. Quan chú ý nhưng mà đây là một số logic tôi nói phức tạp một chút nhé. Chúng ta nhớ cái này sẽ dùng rất nhiều trong rất nhiều các bài tập mà khác nhau. Đó thì đó là lệnh if nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả thêm một cái trạng thái nữa của lệnh if. Bây giờ nó thể là nó có các lệnh if là nó lại lồng vào nhau thành như thế nào. Tôi lấy ví dụ như này. Bây giờ tôi em cái bài tập như này nhé. Tôi làm bài tập như này nhé. Đây. Ví dụ như sau này, bây giờ tôi cần yêu cầu đề bài là tôi mua là n kg, n có thể là bất kỳ n kg cam và sau là tính số tiền phải trả khi mua n kg cam. Thì cái điều kiện là như sau, nó phức tạp, nó không đơn giản. Cái điều kiện về giá cả là như sau này, điều kiện nhé, nếu mà số cam mà nhỏ hơn 10 kg thì giá của cam sẽ là 6.000 một cân. Lấy ví dụ nhé, 6.000 đồng 1 kg. Đấy. Bây giờ nếu mà số lượng của cam mà nhỏ lớn hơn bằng 10, n mà nhỏ hơn 15 kg thì cái số lượng mà chúng ta thì cái nếu như vậy thì cái số lượng mà thì cái phần mà dôi dư ra ấy. Nghe. Thế này có hai hai cách tính là được. Nếu mà mua trên trên 10 kg mà nhỏ hơn 15 thì tính ra cái giá nó họ rẻ hơn chút, giá nó sẽ là 5.000 1 kg. Đây là họ khuyến mại như vậy nhé, 5.000 đồng 1 kg. Còn nếu như mà trên 15 mà nhỏ hơn n thì là mua trên 15 kg thì nó sẽ là 4.000 1 kg. Đây bây giờ là mà này. Như vậy là cái số lượng là, vì là nó sẽ là phức tạp hơn khác nhau cho nên là chúng ta sẽ phải xử lý nhiều trường hợp hơn. Nhưng mà ta sẽ chỉ là 3 trường hợp. Trường một là nhỏ hơn 10 kg thì tính như nào? Trường thứ hai là lớn hơn bằng 10 và nhỏ hơn 15 thì sao? Trường thứ ba là lớn 15 thì như thế nào? Đấy là 6 5 4 nhé. Bây giờ ta làm thì làm trên trên này thôi nhé. Bây giờ tôi đặt n bằng là 20, mua 20.5 kg. Đây là số lượng gam mà kg tôi mua cam. Và bây giờ tôi cần tính ra cái số tiền nhé. Thì làm như sau này. Đây. Tôi làm một cách tôi làm việc tính cái số tiền tôi viết là m đi, m m là t đi, t là tiền nhé, t là tiền thì làm như sau này. Bây giờ ít này, if n mà nhỏ hơn 10 đó thì tôi đặt t là số tiền, t sẽ bằng gì? T sẽ bằng là 6.000 đúng không? 6.000 nhân với n. Đây là chính là cái trường hợp này nhé, đây là chính trường hợp này. Nếu nhỏ hơn bằng 10 thì là cái số tiền sẽ bằng 6.000 nhân với số kg của chúng ta nhé. Bây giờ L ngược lại, L nếu mà n nhé, 1 2 3 4 đấy. Nếu mà n lớn là 10 thì ta phải chia nữa ra, tôi phải chia ra là if đúng không, chia ra
Mà chữ N lớn bằng 10 rồi thì ra nếu mà ít mà N mà nhỏ hơn 15 đấy thì lại khác. Nếu N mà nhỏ hơn 15 thì chúng ta sẽ tính ra là T sẽ là bằng là gì, là 5.000, 5.000 nhân với N. Còn đây, còn nếu mà tôi phải lùi ra cho thẳng hàng như L sẽ là thẳng hàng với ít L. Như vậy là chỗ này này là cái chỗ mà n lớn bằng 15 thì ta t bằng t bằng 4.000, 4.000 nhân với n. Thấy chưa? Thế như vậy cho thấy là đây có lệnh if else là trùng, là nằm trong cái if else này này, là nằm bên trong của cái if else này, bên trong lệnh else này. Đấy. Enter này. Đây thì bây giờ t ta sẽ print thôi. Ta print cái t ra đây. Tập số của chúng ta là clean. Đây chính là cái số tiền mà chúng ta cần phải mua 20 kg nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta mua là 82.000 kg đấy. Tiền đồng. Thế đây là cách thì đối với Python thì cái hình cái này nó sẽ có cách viết như sau. Để tôi mô tả cách viết nhé. Như sau này, vì là cái viết lại, cái viết lại này, if này, if này, có chỗ này là nôm na ở đây là chúng ta sẽ nhánh 3 lần nha. Đây là một lần dễ nhánh, để nhánh thứ hai, nhánh thứ ba là cái đây, đây là 3 lần thì cách làm của Python viết như sau: if n nhỏ hơn 10 t bằng 6.000, 6.000 nhân với n nha. Xong cái nhánh thứ hai thì là trong cho nó là else if, có một từ khóa mới nhé, là else if, chữ else thì nó viết bỏ chữ se đi, nó viết liền nhờ else if đấy. Else if n nhỏ hơn 15 thì rồi viết là t bằng 5.000 nhân với nhân với n đấy. Còn ngược lại cuối cùng thì đây mới là else, else là t bằng 4.000 nhân với n. Đấy. Được chưa? Thì đây t thật t đây nó vẫn là 82.000 thôi. Nhưng mà chúng thấy là đây là cách viết khác nhé. Như vậy ở trong Python thì ngoài cái cách viết bình thường ra thì đối với trường mà ta dễ nhiều thì nó có một cái cú pháp là if điều kiện, đúng không? If điều kiện xong hai chấm, xong đây là các lệnh một, các lệnh một. Sau đó là else if điều kiện, đây là gần hai, hai chấm xuống dòng và bên dưới là các lệnh hai này nhé, các lệnh hai. Else if này có thể là lồng nhau thoải mái nhé, đây là điều kiện ba, ở đây lại các lệnh ba. Như vậy em biết nó thoải mái hơn rất là nhiều lần nhé. Và cứ như vậy có thể là nhiều tầng à. Đây đây là else if nữa, đây là else if nhé, đây là else xong cuối cùng, cuối cùng là else là cái lần cuối cùng thì không còn else if nữa, là else thì đây là cái trường hợp cuối cùng thì đây là các lệnh sẽ nhánh khi n. Và đây là một lần này nhé, lần hai này, lần ba này, có thể nhiều lần nữa. N là chỉ một lần, một cái cùng là n. Thế đây là cái dạng tổng quát của lệnh if của Python. Như vậy là if này, sau đó là else if này, điều kiện sau là else if này, điều kiện, cứ như vậy đấy. Xin lỗi, cái này về cái này mình viết thẳng ra, viết sai nhé, thẳng ra đây nhé, thẳng hàng với cái if này, và cuối cùng là else hai chấm xuống dòng. Con đã hiểu chưa? Như vậy là cái lệnh if nó là như vậy. Cái lệnh if của Python nó còn hỗ trợ thế này nữa này, hỗ trợ này còn sẽ còn hay nữa nhé, đây này. Tức là cái gọi là lệnh if mà cái việc so sánh ấy. Đấy. Thì trong trong Python thì chúng ta biết là so sánh là những cái lệnh như là nhỏ hơn này, lớn hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng này, lớn hơn hoặc bằng này, bằng này, và không bằng, không bằng. Tất nhiên là ngoài ra còn có các lệnh, ba cái lệnh là lệnh and, or và not nữa.
Tuy nhiên ở trong Python nó cho phép chúng ta có một cấu trúc như thế này. Đây. Cấu trúc như thế này nhé. Đây là cấu trúc này, là cấu trúc nhá. Nó cho phép cho như này này. Lấy ví dụ như là tôi viết là n bằng 10 chẳng hạn, và nó cho phép như sau này. Tôi viết là b bằng, tôi viết là khoảng ví dụ nhé, b bằng là 4 nhỏ hơn n nhỏ hơn 12. Đây là cho phép là chúng ta cho phép là có hai ba so sánh là cùng một lúc như thế này. Thế đây là kiểm tra xem là n có đồng thời nằm ở lớn 4 và nhỏ hơn 12 hay không. Đây là b chúng ta b n là 10 cho b luôn là đúng nhé. Thì như vậy là cái biểu thức này là biểu thức nâng cao hơn là ở trong bình thường. Ta cho phép so sánh là đồng thời cả 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 hai bên, cả hai bên. Thì như vậy là cái lệnh tổng quát là như sau nhé. Như vậy là cái lệnh cái biểu thức là cái biểu thức là 4 nhỏ hơn n nhỏ hơn 12, thì cái biểu thức này này nó tương đương với gì? Nó tương đương với sao? Nó tương đương với cái biểu thức này nhé, nó tương đương với cái biểu thức sau đây. Nó tương đương với biểu thức là 4 nhỏ hơn n n n nhỏ hơn 12. Vậy là cái biểu thức này này nó cái biểu thức này này nó tương đương với cái biểu thức này. Đang chú ý nhé. Đây. Cho nên là trong bài thơ nhiều khi viết cái biểu thức so sánh rất là ngắn, rất là ngắn. Mà nghĩa là đều là hơi nâng cao cả, mà không có trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể tùy cơ ứng biến trong có trong sách. Tuy nhiên học sinh mà được dùng, học sinh mà dùng thì chúng ta cũng không không không, không coi là sai, vì biểu thức này vẫn hoàn toàn đúng nhé, hoàn toàn đúng. Ta chú ý. Đó là cái lệnh if nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lệnh thứ hai. Mà theo tôi sẽ là khó rất nhiều lần, hay rất nhiều là lệnh for. Thì lệnh for là cái lệnh duyệt, nhưng mà cái for của Python là về bản chất là nó rất rất là khác biệt so với cái for của Pascal và C. Bây tôi có lại đây một chút để chúng ta hình dung. Với for của Pascal và C thì là như thế này, chúng ta đều biết là đơn giản là nó chỉ chạy trên cái dãy các cái số for i bằng 1 to n, tôi lấy như vậy nhé. Đây. Sau đó chúng ta đu cái gì đó và ta có lệnh ở đây đúng không? Các lệnh ở đây, các lệnh. Thì đây là gì? Nó cho y chạy lần lượt từ 1 cho đến n. Sau mỗi lần mà nó cho y bằng 1, sau đó tăng lên 1. Mà tăng lên 1 cho đến khi nào mà y vượt quá n thì nó dừng lại. Thì đây là cái lệnh for cũ, lệnh for cũ. Cái lệnh for cũ này thì nó mới giống này này. Lệnh for cũ này thì nó mới thực sự là nó giống cái sơ đồ mà có trong sách giáo khoa, là cái sơ đồ này này, chúng ta nhớ lại nhé. Lệnh for này nó giống như này này, là như này, tôi nhớ lại là như này nhé, là tôi gán y bằng 1 đúng không, sau đó tôi thực hiện lệnh đây, chúng ta nhớ lại cái sau đó thực hiện cái lệnh sau đó chúng ta kiểm tra xem là y có nhỏ hơn n hay không. Đấy, nhỏ hơn n hay không, n hay không nhé. Nếu mà đúng đúng thì nó sẽ quay ở đây và nó tăng y lên lên một đơn vị, tăng y lên một đơn vị đây, y bằng y cộng 1, và nó thực hiện lệnh và nó quay lại đây nhé. Còn nếu mà nó sai thì nó dừng chương trình, sai sai thì dừng sang lệnh khác. Thì cái sơ đồ này này, cái sơ đồ này thì nó chỉ đúng với C và Pascal thôi nhé. Còn Python thì nó không giống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái for của Pascal là như thế nào. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài nhé. Ví dụ như này, ví dụ là tôi muốn in ra cho chiếc n, tôi in ra các cái dãy số từ 1 cho đến n chỉ 1. Tôi lấy n bằng bằng 10. Bằng 10 thay bằng 20 đi. Bây giờ tôi mới in ra các số từ 0 đến 19. In ra trên một hàng ngang. Thế làm như nào? Thế làm như sau. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh for của Python.
Ta bắt đầu nhé, for này, i này, in này, nó khác phải bằng nhé, in range lại có thêm cái hàm mới là hàm range, và đây nó chính là n, thì chính là 20. Đấy. Và chúng ta hai chấm xuống dòng và chúng ta print print cái i ra. Nhưng ở đây tôi muốn thêm một ít là in các cái i chạy từ 0 cho đến n, tôi in n trừ 1, in ra theo hàng ngang tôi viết phẩy và thêm một cái đôi số nữa, gọi là thêm một tham số nữa là n bằng như thế này. Đây là cái mới của chúng ta nhé. Đó. Thì cái lệnh này nó sẽ là như sau này. Bản thân cái range n này nó chính là một cái dãy số từ 0 cho đến n trừ 1. Khi chúng ta là for i in range n thì máy hiểu là i sẽ chạy từ 0 đến n trừ 1 và hai chấm xuống dòng, và mỗi lệnh như vậy, mỗi như vậy chúng ta sẽ in i ra, nhưng mà tôi muốn in i ra trên một hàng ngang thì tôi à, nếu bình thường chúng ta in print i in print i không thôi thì nó in in xong print i nó sẽ xuống dòng, nhưng mà tôi muốn in trên một hàng ngang tôi để cái thêm cái khóa nữa là n bằng như này thì nó in ra trên một hàng ngang, enter nhé, in ra trên một hàng ngang. Thế đây là cái lệnh mà in ra in các số trên một hàng ngang là không từ 0 n trừ 1. Như vậy khi chúng ta thực hiện lệnh for ở trong Python thì chúng ta bắt buộc phải biết cái em là phải biết cái em là cái hàm range đó. Như vậy là như sau. Như vậy là cái lệnh for ở trong Python mà chúng ta học bây giờ tổng quát nó là chúng ta phải liên quan đến cái hàm range. Đấy, là một cái range n. Thì range là cái gì? Nên chúng ta hiểu nôm na nó chính là một cái hàm, nó chính là một cái hàm số mà trả lại giá trị là một cái dãy số, một cái dãy số nguyên. Thì cái range này nó hiểu nôm na chính là cái dãy số, dãy các số từ 0 đến n trừ 1. Hàm range nó là như vậy. Thì nó rất là hay nhé. Và như vậy cái lệnh for của chúng ta nó sẽ là như sau, nó là lệnh là cái cú pháp mà chuẩn ban đầu của lệnh for là for i là có thể bất kỳ, có thể là i có thể là k biến bất kỳ, và có chữ in à, in cái từ in này cũng là một từ rất quan trọng. Cái in này là là một từ khóa ở trong Python, nhưng chữ for là một từ khóa, chữ in là một từ khóa, và đây là range range n này. Thì sau này lần này chúng ta phải hai chấm xuống dòng chúng ta nhé, và thuyết viết thụt vào thứ ba các anh chú ý. Như vậy là các lệnh đây. Đấy. Thì cái lệnh này này, lệnh này nó chính là một nhóm lệnh, và chúng ta bây giờ đã cứ bất cứ khi nào mà nhóm lệnh là phải có hai chấm xuống dòng, cho nên là cái nhóm lệnh này nó đi liền với cái hai chấm này. Đấy. Còn cái từ for i in range nó là một cái cấu trúc mà rất hay sử dụng ở trong Python. Đó. Bây giờ tôi làm thêm một chút nữa nhé, bây giờ bài tập như sau này. Bây giờ chúng ta là tôi bây giờ tôi in ra tất cả các số, in ra tất cả các cái số mà là bội của ba ở trong khoảng từ 0 cho đến 100 nhé. In ra tất cả các bội của ba trong khoảng từ 0 đến 100. Là như nào? Thì chúng ta dùng lệnh for thôi. Bây giờ tôi for i in range. Tôi muốn range của tôi là từ 0 đến 100 thì đây viết là phải biết là 101. Vì là từ range n là từ 0 đến n mà chúng ta là range 101 tức là từ 0 đến 100. Đấy. Và sau đó tôi kiểm tra nếu mà i là bội của 3 thì mới in ra. Như vậy là phải đây phải i là bội của 3. Đây. Đây là cái lệnh mô tả là lệnh đợi của ba thì tôi bị in ra xuống dòng và lệnh tôi print print i và tôi bị i trong một hàng ngang. Như vậy hôm nay chúng ta thấy là cái hàm 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 print chúng ta có thêm một cái lựa chọn nữa là sau print thì có chữ n bằng, thì cái bản chất của n bằng thì chúng ta sẽ học sau ở trong cái phần hàm số, nhưng việc này biết như vậy. Như vậy lệnh print i thôi thì nó sẽ in sau i nó sẽ xuống dòng, còn in print i xong phẩy n bằng dấu cách, tức là in xong i thì con trỏ vẫn nằm bên cạnh cho in tiếp sang bên phải. Thì như vậy đây là cái lệnh sẽ in ra tất cả các số là bội của ba trong khoảng từ 0 đến 100. Được chưa?
Để tôi làm thêm bài tập nữa nhé. Bây giờ bài tập là chúng ta bây giờ tôi muốn in ra tất cả các năm nhuận tính từ năm 2000 đến năm 2100 trong trong một thế kỷ. Làm được không? Hoàn toàn làm được. Rồi, làm như sau nhé. Bây giờ for n đi. For n in range trong khoảng từ à. Bây giờ tôi chỉ dừng là cái hàm range ấy nó có cái hay như này, cái hàm range nhá. Bây giờ tôi nhắc lại cái hàm này trước khi sang bài tập này. Tôi quay lại một chút cái hàm range. Như vậy là cái hàm range mà chúng ta viết như này không thôi, hàm range n thì chỉ là cái dãy là 0 1 2 cho đến n, n là chỉ 1. Tổng quát hơn khi tôi viết là range mà m phẩy n đấy. Thế này thì là như sau, thì đây là máy hiểu là chính từ m, m chính là sự chỉ số bắt đầu, chính là m phẩy m cộng 1 phẩy cho đến là n chỉ 1. Như vậy là với m n là bắt đầu cái dãy, bắt đầu dãy số bắt đầu từ m và kết thúc là trước n nhé. Bắt đầu từ đây và kết thúc là trước con số này thì chính là m cộng 1 cho n chỉ 1. Nhưng mà cái hàm range nó có nhiều ý nghĩa như này, rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Bây giờ chúng ta muốn là gì? Muốn là in ra tất cả các năm nhuận tính từ năm 2000 đến năm 2100 trong trọn vẹn trong thế kỷ, trong một thế kỷ 20 đấy nhé, 21 thế kỷ 21. Thì làm như sau này. Tôi for n in range đấy, chữ gì? Range trong khoảng từ năm gì? Trong khoảng năm từ năm 2000 chưa đến năm 2100, ta viết là 2101 đấy. Vì nó cái hàm này là bắt đầu là cái range là bắt đầu từ 2000 và kết thúc trước cái này, kết thúc trước 2001 chính là kết thúc tại vị trí là 2100. Đây chính là cái dãy, đây chính là cái dãy số là các năm từ 2000 đến 2100 chưa. Bây giờ tôi kiểm tra xem, tôi ít nhé, kiểm tra tôi có thể copy lại để tôi quay đây xem lại. Lúc nãy tôi có cái bài mô tả nhận đây, nhận đây tôi sẽ copy cái này vào rồi, đây chính là nhận đây, thấy chưa? Đấy, mình copy lại đỡ phải gõ đây. Thì bây giờ đây tôi sẽ như vậy là if n hoặc n chưa cho 400 hết, hoặc là n phải thỏa mãn đồng thời là n chia cho 4 và đồng thời n không chia cho 100 thì nó sẽ làm nhuận đó. Thì n tôi để đây nhé, và tôi print print n ra và bên này phải tôi viết chữ n đây, thì máy sẽ in ra tất cả các năm nhuận theo từ một hàng ngang. Đấy. Mệnh lệnh này là lệnh mà in ra tất cả các năm nhuận trên một hàng ngang, năm nhuận tính từ năm 2000 đến năm 2100 nhé. Cái enter enter đây chính là, đây là tất cả những năm nhuận trong thế kỷ 21. Các bạn có thể kiểm tra nó là hoàn toàn chính xác. Như vậy chúng ta đã biết thêm là cái một cái này rất là hay, một cái lệnh for này, đây, lệnh for này, cái lệnh for là for in range. À, chúng ta sẽ thấy sau này nó sẽ khác cái nó khác cái cách cách tư duy của nó, là nó khác với cái lệnh for của Pascal và C. Lệnh for của Pascal và C là chúng ta cần một chỉ số y thực sự y và ta gán y giá trị ban đầu, sau đó ta tăng lên theo từng bước một và ta kiểm tra nếu mà nó chỉ là nó nhỏ hơn cái đích cuối thì ta còn thiện lập lệnh đó, còn nếu không thì nó dừng lại. Còn cái này thì cái thằng này nó vẫn giống như vậy nhưng mà nó hơi khác một chút. Được rồi, thì đó là cái bài, đây là cái lệnh này. Bây giờ nói thêm một chút về lệnh 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 ren nhé. Lệnh ren là cái lệnh rất hay, lệnh lệnh đây này. Như vậy ren là cái này nhé. Như vậy là khi chúng ta viết là khi chúng ta viết bằng là range range 10 thôi. À, trên máy hiểu cái 10 này nó chính là n này, chính là n này. Khi tôi viết là range 2 10 à, thì máy hiểu là gì? Máy hiểu là gì? Là bắt đầu từ 2 và kết thúc là trước 10, thì cái 2 này nó chính là đứng ứng với là m ở trên. Vậy là hay là người ta nói nôm na là như này, tức là cái hàm range nếu mà chúng ta viết đầy đủ là như thế này, hàm range m n đây là cái dãy số
nguyên bắt đầu từ M và kết thúc là trước trước N. Nếu M mà là không có, nhưng mà không bỏ đi cho không có ở trong hàm thì máy tự động hiểu là M chính là không. Như vậy khi tôi viết lại range N thì cái này là đồng nhất với là gì? Đồng nhất với là range 0 N. Mà tôi không cần viết số 0 nữa, tôi biết là máy vẫn hiểu. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sang cái khuôn dạng tổng quát nhất của hàm range. Đây là dạng tổng quát nhất, cái dạng tổng quát nhất. Dạng tổng quát nhất. Tổng quát nhất của range. Range là một cái là thực ra nó là một cái hàm ở trong Python, là nguyên là một cái hàm. Cái hàm này là cái hàm mà trả lại giá trị làm cái dãy số. Vậy là cái dạng tổng quát là như sau, là range start, đấy, chúng ta nhìn lại nha, là chỉ số bắt đầu, tiếp theo là stop, chỉ số kết thúc, và chỉ số thứ ba nữa là step, là cái bước nhảy. Đó. Thì đây là cái gì? Đây là cái đây là nó trả lại một cái dãy số tự nhiên. Một cái dãy số tự nhiên nhé, mà là bắt đầu từ start nhé. Là mỗi bước là đi là step bước. Step và kết thúc trước stop. Kết thúc trước trước stop. Đấy. Trong ba cái tham số này thì tham số stop là bắt buộc phải có, không thì không có. Đây là tham số bắt buộc có ở trong hàm nhé. Còn tham số start đây là có thể có hoặc không. Nếu không có thì mặc định nó hiểu là không. Tham số step này là có thể có hoặc không. Nếu mà không có thì máy hiểu là một. Đó. Cho nên chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái hàm range, khi tôi viết range 10, à thì đây là máy hiểu thật ra tổng quát nó phải là range của 0, 10 và 1, tức là bắt đầu từ 0, từ 0 nhé, là nhảy mỗi bước là một bước và kết thúc là trước 10, nó chỉ là dãy là 0, 1, 2, 3, 4 đến 9. Khi mà chúng ta viết một cái mô tả một cái range dùng có hai số hạng thôi, là như vậy, như là 3, 7, à thì máy hiểu là gì? Máy hiểu là nó chính là cái này, nó chính là cái range range của 3, 7 và 1. Đấy. Thì cái này là 3, nó là start, là cái vị trí, cái chỉ số bắt đầu, kết thúc trước 7, kết thúc tại 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 6 chẳng hạn, và cái phần thủ cuối này là cái, và cái bước đi là một, đi là một. Thì cái hàm lên là thời gian nó có rất nhiều ý nghĩa luôn. Chúng ta có thể làm được rất nhiều việc luôn nhé. Thay cho rất nhiều những cái dùng nó rất là hay đấy. Chúng ta normal là như vậy, normal rồi nhé. Vì như vậy tôi vừa mới là việc, tôi sẽ làm vài ví dụ liên quan đến cái hàm lên tổng quát nhé. Lấy ví dụ như này. Khi ví dụ chúng ta viết làm đây, tôi in ra tất cả các số chẵn từ 0 đến 100 thì chính là cái này, chính là for i in range, không cần viết là 100, là 101 nhé, không 101, và đây là số 2. Đấy, thì đây đây chính là gì? Đây chính là cả các số bắt đầu từ 0, mỗi nhảy một bước là 2, và đến trước 101 thì dừng lại, tức là đến trước 100, thì đây chính là các số chẵn. Đây như vậy không cần kiểm tra chẵn nữa, tôi viết luôn. Đây này, y đây nó chính là cái các số chẵn từ 0 đến 100. Chính xác. Được chưa nào? Thì như vậy là chúng ta có thể làm for i in range từ từ 0 đến 101. Sau đó là chúng ta là kiểm tra if i chia cho 2, và lấy y chia cho 2 thì ta làm thì ta người ta in ra, hoặc chúng ta có thể dùng lệnh thôi là nhớ này, dùng như vậy, dùng cái hàm range. Như vậy range là một cái thực chất là một cái hàm
cái hàm như hàm gì như gồm, nếu chúng ta nói là hàm thì chúng ta sẽ từ trước chúng ta hiểu nó là hàm, tức là hàm chẳng giá trị là số, nhưng mà không, ở trong Python là hàm nó rất là đa dạng. Ở trường hợp này thì cứ range là hàm nó trả lại là một cái dãy các cái số, cái số. Cái này chúng ta sẽ học sau nhé, đã tìm hiểu sau cái khái niệm mở tổng quan của hàm. Như vậy là cái for in vain là cái cách viết của Python. Rất là hay. Thế đây chúng ta có thể làm thêm rất nhiều bài tập khác rồi. Đến khi viết đến cái bài, khi viết đến cái lệnh for, chúng ta có thể thêm nhiều cái nhiều những cái bài tập nữa ở đây nhé. Để xem có bài tập nào chúng ta có thể làm ngay bây giờ một bài. Trước khi chúng ta sang lệnh tiếp theo là lệnh lệnh while nhé. À, nói thêm khi mà chúng ta trong lệnh for thì cũng giống như là while thôi, while thế thôi. Thì trong ở bên trong lệnh for thì người ta ở trong Python cũng giống như là trong ngôn ngữ khác, là chúng ta sẽ hỗ trợ thêm hai lệnh sau đây. Hai lệnh sau là hai lệnh sẽ nằm ở trong bên trong các cấu trúc lặp nhé. Đây, làm lệnh thứ nhất là lệnh break. Lệnh 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 là một cái lệnh mà một cái từ khóa của Python. Thì lệnh break là gì? Khi đang chạy một cái lệnh ở trong vòng lặp for thì lệnh break nó sẽ thoát khỏi lệnh for luôn, là thoát khỏi vòng lặp, lập tức là thoát khỏi vòng lặp khi gặp cái lệnh này, thoát khỏi vòng lặp luôn. Lệnh thứ hai là lệnh continue, là lệnh là gì? Không phải thoát khỏi vòng lặp mà lập tức nó quay về vòng lặp tiếp theo, lập tức là quay về, hay là quay về vòng lặp tiếp theo luôn, không đi tiếp nữa, vòng lặp tiếp theo. Lấy ví dụ như vậy, lấy ví dụ như này nhé, là nó không ấy này. Ví dụ như sau nhé, đây tôi muốn có lệnh for này, for i này, in range một cái gì đó, n nào đó nữa, và nó có lệnh này, đây là lệnh một này, lệnh một, lệnh hai, nó có nhiều lệnh, lệnh hai. Và đây nó có một lệnh là lệnh continue ở đây. Continue nhé. Giả sử ở đây nó còn lệnh nữa thế này, lệnh 3. Ví dụ nhé. Khi lệnh này này thì khi gặp lệnh này thì nó sẽ không chạy lệnh 3 nữa và nó quay luôn, nó quay về đây, nó quay về cái vòng lặp tiếp theo. Đó là lệnh lệnh continue. Thì cái lệnh này chúng ta sẽ khi gặp thực tế chúng ta sẽ cùng cho biết nhé. Bây giờ tôi sẽ làm một số bài tập mà một chút liên quan đến hạn định này chúng ta tìm hiểu nhé. Đây, bây giờ như thế này. Bài tập sau đây này, bài tập là như sau nhé. Bài tập là nhập số n từ bàn phím và kiểm tra xem n nhập số n từ bàn phím nhé, và in ra cái số là cái ước số khác một, ước số khác một nhỏ nhất của n nhé. Cho trước bài tập là cho trước n và cần in ra cái ước số khác một, nếu có ước số khác một nhỏ nhất. Tên đầu bài là n phải lớn một, n một tôi không tính, n lớn một nhé. Đấy thì in ra cái ước số khác một nhỏ nhất của n. Ví dụ như là n mà bằng 3 thì sẽ phải in ra là gì, in ra là số 3 nhé. N bằng 6 thì in ra gì, sẽ in ra cái số 2 là cái ước số nhỏ nhất đầu tiên của n đó. N bằng 9 thì sẽ phải in ra gì, sẽ phải in ra là số 3, là cái ước số mà khác một nhỏ nhất của 9 là số 3 đó. Để chưa, bây giờ làm bài này chúng ta sẽ làm bằng chương trình nhé, để cho chúng ta thay đổi không khí một tí thôi, không vì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ chúng ta vào đây chúng ta chạy một chương trình đơn giản thôi nhé. Chúng ta lưu lại.
Rồi, đây là bài hôm trước. Rồi, bài hôm nay là bài như sau này. Nhập nhập số tự nhiên. Nên là lớn một rồi cho thứ nhất. Bây giờ cần phải in ra, cần cần in ra ước số khắc một, ước số khắc một nhỏ nhất, nhỏ nhất. Quên là đây. Bây giờ chúng ta chỉ được phép dùng lệnh for. Chứ bây giờ bài này là dùng lệnh while là rất dễ dàng, mà chúng ta dùng lệnh for nhé. Thì cái làm như sau này. Vì chúng ta nhập n từ phím, tôi viết n bằng in input nhập số tự nhiên. Tự nhiên n. Được chưa? Thì coi như đúng này, chúng ta mà chúng ta không chỉ cần kiểm tra gọi với bài này, cái bài dễ dàng, cho nên là chúng ta phần đầu chúng ta chỉ cần làm việc kiểm tra như vậy, coi như là giả sử là người dùng đã nhập đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một việc luôn, tôi sẽ in ra cái luôn là có in ra cái số cần tìm là cái ước số nhỏ nhất khác một mà là ước của em nào. Được chưa? Tôi gọi cái số đó là số là tôi gọi số đó là số đó. Cần phải tìm đó, tôi gọi là u nhé. Đấy. Thấy chưa? Thì đầu tiên tôi viết là u bằng bằng bất kỳ một số nào đó, u một chẳng hạn, không quan trọng. Rồi thì mình làm như sau này. Cách làm như sau, tôi dùng for i, tôi cho i chạy từ hai nhé. I chạy từ hai vì tôi cần cái số đó số khác khác một mà, cho i chạy từ 2 đến n, tức là n cộng 1. Đây dùng hàm rên này. Đấy, này kiểm tra nếu mà n mà i thì cái số cần tìm luôn, đúng không nào? Kiểm tra này, if n mà i là ước của n đây. Viết nhầm đây gì? Thực ra cái hạt lệnh, cái lệnh này là không cần, tôi làm sao cũng được. Đây nhé, đây này, if này, if này y là ước của n thì lập tức là gì, tức là gán u, hay là gán cái u bằng bằng y, và sau đó là tôi dừng cái dùng lệnh break để tôi dừng cái vòng lặp lại, kết thúc luôn, và tôi cái in ra đây. Green. Ước cần tìm là 2 chấm đây. Đây là bài rất là ngắn, nhưng bài này áp dụng gì cả, chỉ demo để mà ta biết cách sử dụng cái hàm break thôi, không có gì cả. Đấy, bài này tôi ghi lại, cái bài này tôi chạy. Hôm nay là cái buổi số 2. Đâu rồi? Chúng ta là hôm nay là bài bài hôm nay là cái bài 12 nha. Tìm một ước nhỏ nhất. Tìm ước nhỏ nhất. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé. Chúng ta nhìn lại như này, như là n nhập từ bàn phím này, rồi chúng ta cho y chạy từ 2 đến n đến n, tức là range 2 n cộng 1. Thì đây là cái dãy các cái số nguyên từ 2 và kết thúc trước n cộng 1 chính là n, và kiểm tra nếu mà bất cứ đâu mà y là ước của n lập tức là dừng chương trình luôn và gán y bằng u. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé, đây chúng ta cho n bằng bằng 9 chẳng hạn, thì nó phải ra là số 3. Chạy thử một số khác nhé,
cho n bằng là 1001 chẳng hạn, nó sẽ ra ra số 7 để đặt như vậy. Đây là ví dụ của cái hàm của cái từ khóa break nhé. Rồi tôi bây giờ tôi sẽ làm một cái bài số 2. Bài số 2 này là cái bài mà sẽ em bài số 2 là cái bài dùng từ khóa là làm continue nhé. Bài số 2 là như sau này. Bài số 2 là như sau nhé. Bây giờ bài tức là in ra tất cả các số trong khoảng từ 0 cho đến 100 chẳng hạn, hay là n bất kỳ, mà chỉ in ra các số mà không chia cho 7. Ta lấy ví dụ như vậy, hay là ta làm một cái định kết bất kỳ thôi, đúng không nào? Ta tìm một cái hay hơn nhé. Không chia cho 7 thì nó in ra các số để tôi tìm một ví dụ cho nó hay hay, tôi làm luôn này. Tôi dùng này. Vấn đề tôi muốn demo game, demo game in ra tất cả các số trong khoảng từ 0 đến đến n đi. N là cái số nhập vào từ bàn phím nhé, sao cho là mà thỏa mãn này, mãn hoặc có đi xem làm cho nó hay hơn nhé. Để tôi nghĩ này, không không như này đi, in ra không được, in ra tất cả các năm không lợi nhuận. Rồi, cái này hay hơn. Không lợi nhuận năm 2000 đến năm 2100. Đấy. Được chưa? Đấy. In ra cái đó nhé. Chúng ta sẽ phải dùng lại cái công công thức ở ở bên này. Đây, công thức nhuận đây này. Công thức là kiểm tra lợi nhuận này. Đấy, ở đây nhé. Tôi nhớ lại nhé. Tôi bắt đầu làm này nhé. Rồi, bắt làm như sau này. Thì tôi muốn dùng cái lệnh continue for này. For n in range nhé. Bắt đầu từ năm 2000 và kết thúc năm 2101. Kiểm tra. If nhé. Đây, kiểm tra. Nếu n bằng nhuận thì ta không in ra. Còn không nhuận in ra thì làm như sau. Bây giờ tôi sẽ copy cái nhuận vào đây. Copy cái điều kiện nhuận là cái này. Được chưa? Đấy. Đây nhé. Nếu n đây là điều kiện nhuận này, nếu n là nhuận thì cho không in ra. Còn là không là nhuận thì in ra. Đây. If mà n bằng nhuận thì chúng ta bỏ qua, chúng ta dùng lệnh continue. Đấy, continue. Bỏ qua và nó quay lại cái vòng lặp ở trên. Đấy. Sau đó chúng ta mới print. Đấy. Print n bằng anh con nào. Đây là cái lệnh là gì, nhưng mà tôi nhắc lại nhé, chữ n chạy từ 2000 đến 2001 và kiểm tra nếu là nhuận thì bỏ qua không in, thì là continue là không theo lệnh cuối này và quay về vòng lặp, quay sang vòng lặp này tiếp theo. Còn nếu mà n không là nhuận thì lệnh này nó không thực hiện và nó sẽ lệnh in này. Được chưa? Thế thì bây giờ tôi bắt đầu tôi in ra này. Tôi print ra là in các năm không nhuận nhé. Không nhuận. Chạy thử này. Mà in ra là khá nhiều đấy nhé. Để tất cả những năm không nhuận này nó rất là dài. Đấy, rất là dài. Đây tôi muốn để mua các bạn cái lệnh continue thôi, không có gì. Được chưa? Thì đó là chính là cái
Nó cái như vậy hai cái lệnh break và continue. Rồi các bạn chú ý các bạn hiểu rõ lệnh for chưa, nó rất đơn giản. Lệnh như vậy cái lệnh for mà trong trường hợp mà thông thường bình thường mà chúng ta học ở đây ấy, thì mà đây chỉ là một cái bài để cho học sinh là chúng ta dùng lệnh for đi liền với cái hàm range, với cái lệnh range hay là hàm range cũng được. Nôm na là hàm range nó là một cái nó chỉ ra là một cái dãy số, một dãy số nguyên. Và cái cũng là cái cú pháp của hàm range là range start stop và step, ba cái tham số đó. Thì đó là cái thứ hai là hàm lệnh lọc với số lượng lọc lần số vòng lọc là cố định. Vì sao lệnh thứ ba là lệnh while? Lệnh while thì rất là dễ dàng. Lệnh while là cái lệnh mà vòng lọc với số lượng lọc là không không biết trước. Thế while đây như sau. Lệnh while nó rất là dễ, giống hệt. Lệnh while thì hoàn toàn không khác một tí gì so với while của Pascal và của C. While là như sau, là chúng ta có một lệnh while. Sau lệnh while là một cái điều kiện logic, biểu thức logic bất kỳ. Sau đó là hai chấm xuống dòng và thực hiện các lệnh đó. Được chưa? Đây này là như sau, máy sẽ kiểm tra điều kiện trước, nếu đúng thực hiện các lệnh này. Xong lại có lệnh của tra điều kiện, nếu mà đúng thì hiện lệnh này, như vậy này sẽ thực hiện liên tục cho đến khi mà điều kiện này sai thì nó sẽ dừng lại và nó chuyển sang cái lệnh tiếp theo. Như vậy đây là cái lệnh lặp, mà cái số lần lặp nó phụ thuộc vào cái điều kiện, cho nên là ta không biết trước cái vòng lặp nó là bao nhiêu vòng, mình bao nhiêu bước mình không biết. Đây là cái lệnh rất là dễ hiểu. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập của lệnh lệnh while là rất nhiều luôn. Chúng ta sẽ kết hợp giữa lệnh while và lệnh for và để làm các bài tập khác nhau. Thì tới cái bài này là cái bài mà hết cái bài này là có rất nhiều bài tập rồi. Mà trong cuốn sách giáo khoa của chúng ta chú ý nhé, cái phần đầu ấy, mà buổi trước tôi nói dạy trong hẳn 3 bài. Hẳn hẳn 3 bài là 6 tiết. Lệnh if, lệnh while, lệnh for mỗi lệnh là hiện hiện trong trong mỗi mỗi lệnh như vậy hiện trong 2 tiết nữa. Như vậy là chúng ta từ từ đầu đến giờ là từ qua đến tôi chỉ nói có 2 buổi thôi, nhưng mà các bạn dự trên lớp các bạn dạy trong trong 6 6 bài học là 12 tiết. Như vậy nó giải ra học rất là từ cho học sinh. Và chúng ta nên làm bài tập nhiều thì nó sẽ rất là dễ hiểu nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau làm, chúng ta làm một số bài tập nhé liên quan đến lệnh while, bài ta kết hợp giữa while và giữa while và for nhé. Đây thì bây giờ tôi làm bài tập như này nhé, làm ngay trên này trước rồi ta làm bài tập trên chương trình sau nhé. Ví dụ như thế này, đây bây giờ tôi cần là tính tổng các số chia hết cho ba trong khoảng từ 0 cho đến 100. Bài này có thể hoàn toàn là tính được bằng bằng lệnh for, bây giờ tôi sẽ mô tả bằng bằng lệnh while. Tôi có thể mô tả bằng cả 2 cách được nhé. Bài này có thể làm theo cả 2 cách. Tôi sẽ làm cái thứ nhất là dùng lệnh for, cách thứ hai là dùng lệnh while nhé. Tính tổng các số chia cho ba trong khoảng từ 0 0 100 thì làm như sau. Lệnh for như sau này, tôi viết là s thì bằng 0 là trong cái hàm này, và sau đó là for i in range bắt đầu từ 0 mà đến 100 tức là 101. Sau đó là kiểm tra if i mà chia hết cho 3 thì chúng ta tăng s lên 1 đơn vị, tăng s là cộng 1, tăng s lên i đơn vị. Trên đây chính là cái lệnh mà dùng để tính cái tổng các số từ chia cho 3 trong khoảng từ 0 đến 101, từ 100 đến 100 nhé. Như vậy s thì là chính đây, thì nó chính là 16 1683. Bây giờ tôi tính là tôi dùng cái hàm oa, dùng cái lệnh oa thì tôi viết là s thì bằng 0 ở đây nhé, và tôi cho là y bằng 0 đấy, và sau đó tôi kiểm tra
y mà nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì tôi còn làm đấy, trong này hơn 100 mà kiểm tra như sau nhé. Trong y nhỏ hơn 100 thì tôi làm như sau, kiểm tra là if y mà chia hết cho 3 thì tôi tăng s lên cộng với y, mà sau đó tôi tăng y lên một đơn vị, y bằng y cộng 1. Như vậy là cái lệnh lặp bên này, lệnh for này nó chỉ là trùng với cái giống này, cái lệnh này nó là một nữa rồi oai này. Thì s thì nó cũng thế, s thì nó vẫn là 1683, cái này nó vẫn là 1683. Tôi làm bài khác, và là bài khác này nó ấy hơn nhé. Bây giờ là như thế này, tôi không biết là nó là bao nhiêu. Bây giờ tôi nhé, bây giờ như thế này, bây giờ như tôi cho một cái em, bây giờ bài này in ra một cái dãy, in ra dãy các số sau, không phải nhận cho trước dãy xong, cho trước dãy, dãy có quy luật sau nhé, có quy luật sau này, tự nhiên là 4 này, phẩy này, 7 này, 11, tức là bắt đầu là 4 và cách nhau làm 4, 7 là 10 chứ, 10 đó là 13, cách nhau là 3, cách nhau là 3, cứ như vậy nhau là 3, được chưa? Biết đồ bài gì? Đồ bài là in ra tất cả các số của dãy trên mà nhỏ hơn 100. Bắt đầu tôi là thứ 4 và cách nhau là cách nhau số cách nhau là 3. Nhưng mà nó là một cấp số cộng mà có công sai là 3 và bắt đầu là 4. Nhé. Mà chúng ta bây giờ sẽ làm bài này nhé. Đây tôi cho a là mà số bắt đầu tôi đặt là 4 này và công sai tôi đặt là d, d sẽ bằng 3. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm này. Tôi đặt số k, k đầu tiên k chính là bằng a. Sau đó tôi y y k nhỏ hơn 100 nhé. Và tôi print k ra ngoài. Tôi print k n bằng, sau đó tôi tăng k lên d đơn vị. Đây, đấy. Như vậy tôi sẽ in ra cái k chính là cái dãy số đó bắt đầu từ a này và từ a đây và công sai của nó là d đây rồi. Và như vậy tôi in ra tất cả k như vậy. Với điều kiện là nhỏ hơn 100. Đầu bài của chúng ta là in ra tất cả các số của dãy này mà nhỏ hơn 100. Đúng đầu bài đây. Và tôi sẽ enter. Tôi sẽ in ra cái dãy này. Số lượng của nó tôi không biết là bao nhiêu, chỉ biết là tôi dùng vòng lặp, tôi kiểm tra vòng lặp hoa này, tôi kiểm tra. Được chưa? Thì bạn là cái bạn đã hiểu chưa nhé. Như vậy tới đây là về bằng lý thuyết là chúng ta có thể làm bằng rất nhiều bài tập khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập mà đơn giản nhé. Đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập sau đây này. Bài tập thứ nhất này là mà bài tập là cho trước n, nhật bản phím mà nhật cho trước n nhé, và tính tính đếm đếm số các ước của n cả một luôn, cả một, tức là đếm xem là n có bao nhiêu ước số thực sự, tính cả n. Nếu nếu n một thì là ước số của nó là không, nhưng mà là n phải lớn hơn một, tính từ một trở đi, tính từ một trở đến là n trừ một, được chưa? Đó thì làm như sau này, bài này hoàn toàn chúng ta có thể làm bằng bằng lệnh for hoặc là lệnh nhà kia cũng được, lệnh oai cũng được. Làm như sau nhé, n cho bắt đầu này, n cho bất kỳ này, ví dụ là 100 chẳng hạn nhé, 100 này. Rồi sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta đặt đếm này, chúng ta đặt c bằng không này, đó là for k in range in range bắt đầu từ 1 và kết thúc là n trừ 1, đây là n. Đó, kiểm tra. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra là if mà n mà chia cho k, if là k
n trên k đấy, k là ước của n đó, thì chúng ta sẽ tăng biến điểm lên một đơn vị. Đây chính là cái lệnh là kiểm tra xem là n có bao nhiêu là ước số thực sự của n. Đây chúng ta kiểm tra c, c như vậy là với n 100 thì c sẽ là 8. Thì cái hàm này là cái lệnh, cái chương trình này là chúng ta sẽ thấy ngay là gì, là n là nguyên tố khi chỉ khi là cái số số này là bằng một, được chưa? Bây giờ tôi viết lại cái bài này mà tôi làm trên máy tính nhá, và tôi kiểm tra luôn n là nguyên tố hay không nhá. Đây là bây giờ của chúng ta là như sau này: nhập số n từ bàn phím và kiểm tra xem n là nguyên tố hay không. Chúng ta sử dụng cái điều lúc nãy là n là số nguyên tố khi chỉ khi là số các ước số thực sự của n là một, được chưa? Đại bây giờ làm bài đó nhé. Đây kiểm tra nhập số n, số tự nhiên n n và kiểm tra n có phải là nguyên tố hay không. Cái bài tập mà kiểm tra một số nguyên tố hay không nó có rất nhiều lời giải khác nhau, chúng ta sẽ cùng nhau các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm trong các sách khác nhau có rất nhiều lời giải, nhưng đây tôi mô tả một lời giải đơn giản thôi hay không nhé. Ở đây tôi viết luôn cái ý nghĩa của nó này: n là nguyên tố nhé khi và chỉ khi là số các ước thực sự của n bằng một. Vậy với định nghĩa này thì rõ ràng là một cũng không không là một không là là nguyên tố, không còn là nguyên tố mà hai mới là nguyên tố, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau này: để chúng ta ghi ra là kiểm tra số nguyên tố, đây là một phương án kiểm tra số nguyên tố nhé. Cái bài này không phải là một giải tối ưu nhưng mà là một giải mà ban đầu dễ hiểu cho sinh biết, còn chúng ta có thể có những cái giải khác nhau cho cái bài tập kiểm tra n là số nguyên tố hay không nhé. Rồi n này bằng này in này input này nhập số tự nhiên nhân n này. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu làm nhé. Chúng ta đặt C bằng 0. C là kiểm tra xem là tính C là C sẽ là cái số cần phải đếm là số các ước số thực sự của n nhé. Chúng ta for k in range từ 1 đến n, tức là từ 1 đến n-1. Được chưa? Kiểm tra. Bây giờ if n chia cho k số dư là bằng 0, tức là k là ước của n thì chúng ta tăng c lên một đơn vị. Và đây chúng ta sẽ kiểm tra if c mà bằng 1 thì chúng ta sẽ print print n phải là số nguyên tố else print n n là hợp số. Đấy, thiếu cái dấu nháy như này, được chưa? Bài rất là ngắn, tức là phải bài này là thông qua là tính cái c, tính cái em số thực sự của n, chạy thử nhé. Cho n bằng 101 này, n tôi kiểm tra một số khác, n là một, à cái này là không biết hàm hợp số nào sai, chỗ này phải sửa lại nhé, tôi sửa lại cái này, n không là nguyên tố chứ hàm số cũng không phải. Thì số 1 không phải là không là nguyên tố.
phải là hợp số nhé, không là nguyên tố, đúng hơn. N là một thì mà trở lại này, N là một thì cũng là cũng không là nguyên tố. N bằng 2, N bằng 2, 2 là nguyên tố. Có rất nhiều cách làm giải khác nhau nhé. Nhưng mà này chúng ta có thể hạn chế, không phải là k chạy từ 1 đến n mà k chạy đến cái số nguyên gần nhất của k bằng 2n thôi, cũng được, cũng làm cách tính. Mà cần tôi không đi sâu vào cái đó nhá. Được rồi. Đấy, như vậy là chúng ta vừa mới tôi vừa mới hôm nay cái một cái bài mà nó luôn là cả ba cái phần kia nhé. Là lệnh if này, lệnh for và lệnh while. Đây là ba cái lệnh lập chính của Python nhé. Ba cái lệnh điều khiển chính của Python. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sang một chủ đề mới nên nên nhá. Là ở trong Python ấy, bây giờ tôi nhắc lại một chút này, có hai ý cho tôi cần nói thêm là nó ra ngoài một chút. Là ở trong Python thì có rất nhiều những cái hàm mà có sẵn. Những cái hàm có sẵn, ví dụ hàm range là một hàm có sẵn đấy. Hay là những cái hàm khác, ví dụ chúng ta đã biết đến cái hàm, bây giờ những hàm in này là những hàm có sẵn này, những cái hàm mà hàm in này là cái hàm mà biến đổi các từ sâu từ số thực sang số nguyên, hay là hàm print làm cái hàm có sẵn dùng để dẫn dữ liệu in, hàm input làm cái hàm mà có sẵn dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím, đúng không nào? Đấy, thì số lượng những cái hàm có sẵn là khá nhiều luôn. Tôi lấy ví dụ chúng ta mô tả một số hàm có sẵn khác nhé, ví dụ như này, ví dụ như cái hàm mà là hàm max, là cái hàm này là tôi có thể ví dụ là hàm max ba số, ví dụ là một này, tám này, không này, thì nên hàm max của nó là cái này, hay là hàm min, hàm min nhé, ví dụ là 2 - 9 - 10 chẳng hạn, như vậy hàm min, hàm max, hay là hàm abs là cái hàm tuyệt đối của x thì -9 thì nó là gì đó. Thì những cái hàm mà mặc định có sẵn ở trong Python thì chúng ta cũng nên biết để sử dụng, để tránh mà dùng tránh là bị tránh là dùng dùng tránh bị nhầm, tránh đặt những cái các cái tên biến trùng cái tên hàm đó. Như anh Du nói, nhưng mà không biết khi chúng ta chưa làm quen thì rất nhiều người là dùng cái mắc này là cái biến mô tả, nhưng mà mắc này là trùng với một cái tên hàm rất rất là hay của Python là hàm làm hàm tính mắc, hay là dùng cái min làm cái hàm rất quan trọng của Python, thì chúng ta không nên dùng không không nên dùng cái tên biến là min và max. Thì cái lệnh trong đây chúng ta đây là cái lệnh chúng ta sẽ dùng lệnh đi, đây, tôi mở ra các cách chúng ta liệt kê ra tất cả những cái hàm mà mặc định có sẵn của Python. Đây cái hàm này này chúng ta dùng là như này, như là chúng ta dùng cái lệnh này build này, build built in, hơi là nhầm một tí. Đấy, hơi là nhầm một chút. Thì đây là cái liệt kê ra tất cả những cái hàm mà mặc định có sẵn của Python. À, phần trên chúng ta cần bỏ qua đi, bây giờ chúng ta cần có sẵn từ đây gì đây nhá, đây là ABS, đây này, đây chính là những cái hàm có sẵn của Python khá nhiều luôn nhé. Bây giờ tôi cho có thể mà cho các bạn xem một game để vào để chúng ta hình dung. Thì những ai mà chúng ta cũng nên biết nên học. Thật ra chưa đến phút này chúng ta chỉ biết có biết một vài hàm thôi. Nhưng mà ai mà cần theo tôi thì các bạn một là các bạn đi kiểm tra xem bản thân mình nắm nắm Python thế đâu, thì các bạn hãy nhìn vào cho tôi vào hai cái list ở đây. Một là nhìn vào cái list là từ khóa, đây tôi cho các bạn xem. Đây nhé, đây là các cái từ khóa. Khi nào các bạn mà hiểu hết tất cả những cái từ này, à thì như chúng ta đã biết khá khá rồi đấy. Còn nếu mà chúng ta mà nhìn thấy đây, đây là tất cả những cái hàm mà có sẵn ở trong Python. Nếu mà chúng ta nhìn vào đây mà hiểu hết được thì chúng ta càng thành một là một chuyên gia. Thì theo tôi là giáo viên dạy cấp 3 thì
chúng ta, nếu mà chúng ta định đi sâu vào, chúng ta thành một cái người dạy học sinh, cả dạy học sinh giỏi, dạy học sinh làm ứng dụng nữa, thì chúng ta nên nên học rất là sâu về về Python. Thì theo tôi thì cái danh sách đây là tất cả những cái hàm có sẵn của Python ấy. Thì theo tôi là tối thiểu các giáo viên cấp 3 nên biết tối thiểu là 5% của cái danh sách của cái này. Ta đếm thử nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nhân với 1, 2, 3, 4, 5, đại khái là chúng ta khoảng 50, 54 này. 70 hàm hả? Được. Khoảng hơn 70 hàm có sẵn. Thì chúng ta chỉ cần biết khoảng 35 hàm ở trong chỗ này thôi là chúng ta đã biết rất là khá rồi. Thì học hết cái cuốn lớp 10 này chúng ta phải biết được hơn 20 hàm rồi. Còn lại chúng ta học thêm một chút nữa là chúng ta có thể biết được rất nhiều. Đấy. Ví dụ như là ABS là hàm lấy hàm tính trị tuyệt đối nhé. Hàm min đây này, hàm min đây này, hàm max đâu rồi? Hàm max là ở phía trên này thôi. Hàm max đây này, đây là hàm max đó. Ngoài ra còn một số hàm khác nhé. Lần trước tôi nói các bạn cái hàm Evan. Evan đâu rồi? À, ra cho tôi ta tìm cái hàm Evan. Đâu nhỉ? Bên này. Cái hàm Evan đây nhé. Có một số hàm chúng ta biết là hàm bin này, hàm bin và hàm hex. Đấy, cho bạn đây là cái hàm rất đơn giản. Cái hàm bin và hàm hex để chúng ta có thể biết ngay được là một cái số biết dạng là thập phân có thể chuyển sang dạng phân như thế nào. Đây bin nhé, tôi lấy là bin của cái số ví dụ như là 1290 chẳng hạn, thì nó đây này, đây chính là cái biểu diễn nhị phân của cái số là 1290 đấy, là bin. Và cũng đây cũng là cách viết, đây cũng là cách viết của một số nhị phân. Bình thường khi chúng ta viết là n bằng 14 thì nó, chúng ta hiểu đó là gì, đó là số thập phân. Còn chúng ta muốn chỉ ra một số nhị phân thì làm sao thì viết là n bằng 0b 0b 1 1 0 1, thì nó ra, nó hiểu, chúng ta hiểu được chữ n. Như vậy là cái thứ 13 này chính là cái biểu diễn thập phân của cái số này này. Như vậy là 0b là một cách viết nhị phân của một số nhé. Đấy, như vậy là hàm bin nhé. Hàm hex, hàm hex là mô tả cái hệ hexa của số đó, như là hàm hex của của 1.27 chẳng hạn, là số nào, nó ra là cái số là 7f. Như vậy là cái 7f chính là cái dạng nghị cái dạng là hex, dạng hexa của 127. Còn khi chúng ta viết là 0x đây, m bằng 0x 7F, có thể viết viết tin hoa đó, hay thì M là chính là 127. Như vậy là khi chúng ta viết một số thập phân theo gõ bình thường như là n bằng 1288, đây là cách viết một số thập phân. Còn muốn viết một số nhị phân thì chúng ta viết là n bằng 0b nhé, 0b, sau đó là số nhị phân. Đây là số nhị phân n, nhưng mà khi in ra thì nó chính là vẫn là số thập phân đó. Còn khi muốn viết ra một số là hết thì chúng ta viết như sau, chúng ta viết là m bằng 0x thì là a d f f như thế này, a b c d e f chưa, m chính là cái chỗ này. Là một số những cái điều mà chúng ta chú ý là nó nâng cao hơn một chút, chúng ta chú ý nhé. Đó, bây giờ tôi nói sang tiếp theo này là khi khi mà tôi viết là x thì bằng 10 chẳng hạn, thì chúng ta biết rồi là khi chúng ta tay mà x tại lên thì nó là kiểu dữ liệu là in, và các bạn thấy nó là một cái class được chưa. Đấy. Thì ở trong chúng ta biết rằng như vậy là mọi cái đối tượng dữ liệu ở trong Python đều là một cái gọi là một cái thể hiện của một cái lớp nào đó. Như vậy là trong Python là mọi thứ đều là mọi cái dữ liệu, mọi thứ đều là không đối tượng 100%, được chưa. Như vậy là ở trong Python thì mọi thứ đều là mọi dữ liệu đều là đối tượng hết, mọi dữ liệu đều là object hết nhé, đều là đối tượng hết. Cái này là cái bên đây này là đối tượng
Và chúng ta biết là đây là đối tượng thì nó là phải là một cái đối tượng của một cái lớp dữ liệu đó, của một cái lớp dữ liệu nào đó. Đấy. Lớp in này, lớp float này, str này, vân. Thì mọi cái dữ liệu đều làm cái ô sách, hay nó gọi là một cái thể hiện tiếng Anh đấy. Là một cái thể hiện hay tiếng Anh nó là một cái instance của một cái lớp dữ liệu đấy. Ở trong Python thì tất cả mọi thứ là đều là các đối tượng, là cái thể hiện của một cái lớp dữ liệu nào đó. Mà chúng ta biết rồi, một cái lớp ấy, một cái mô hình lớp ấy, hay là tiếng Anh là class hay là lớp nhé, thì nó sẽ có là các đối tượng, là chúng ta sẽ có hai hai loại, một là hai loại khái niệm, một là thuộc tính của đối tượng, thuộc tính của đối tượng, hai là phương thức của đối tượng, phương thức. Thì mai kia các bạn khi mà học sinh học đến cái khái niệm là sâu hay là dãy mảng ấy, thì sẽ học đến sẽ biết được khái niệm là phương thức thuộc tính. Nhưng ở đây chúng ta biết luôn, như vậy là mọi cái đối tượng ở trong Python đều là một cái thể hiện của một lớp dữ liệu, trên nó đều có thuộc tính và đều có lớp các phương thức cả. Đấy, thì đây nhé, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Cái này là cái rất hay nhé. Bây giờ khi tôi viết x thì là một kiểu dữ liệu nguyên. Đấy. Thì ở trong Python nó có một cái lệnh rất quan trọng là lệnh dir. Lệnh này không có trong sách giáo khoa, nhưng mà chúng ta theo tôi chúng ta cũng nên dạy học sinh cái lệnh này. Mà trong sách giáo khoa không có nhé, nhưng mà nên biết cho học sinh biết lệnh dir là lệnh là kiểm tra xem cái kiểu dữ liệu x gì, đối tượng x gì, nó có những thuộc tính và phương thức nào. Đấy, rất là hay luôn. Bây giờ tôi viết là dir mở ngoặc x thì máy nó sẽ dạy ra tất cả các cái phương thức hay là thuộc tính của cái đối tượng số nguyên đó. Thì đây là tất cả những cái phương thức và thuộc tính. Nhìn vào đây chúng ta không biết không không biết đâu là nhìn đây chúng ta không rõ đâu là phương thức, đâu đâu là thuộc tính. Thì đối với những người nào mà hiểu sâu hơn thì sẽ phân biệt được hơn. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến là cái phương thức là chính thôi nhé. Thì hầu hết tất cả các đơn nó đều là phương thức hết nhé. Rồi tôi cho các bạn xem một lệnh rất hay nhé, vì trong này là nó có rất nhiều lệnh mà nói chung là rất là khó, rất là sâu, nhưng mà cho các bạn xem nhé. Tôi lấy ví dụ như x thì chúng ta là 10 nhé, thì có một cái phương thức là bitstring. Đây là cái lệnh để chỉ ra cái độ dài của cái sâu nhị phân của cái số x gì đó. Đây thì tôi biết là cách chúng ta mô tả phương thức là x thì chấm một lệnh, dùng lệnh bit và dưới bitlength. Đấy, length. Và đây là mô tả cái độ dài của cái số thập phân là 10 dưới dạng là nhị phân. Như vậy là số 10 được mô tả dưới dạng nhị phân. Đây, chúng ta kiểm tra những bin bin của 10, bin của x thì nó sẽ là nhị phân. Nó sẽ là đây này, 1010, nó chỉ là nó là 4 nhé. Thì cái bit xem là bit len, nó là cái hàm mình mô tả cái độ dài bit của cái số x gì. Thì đây chính là một cái biểu thức, là một cái dạng mô tả một cái phương thức, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Tức là phương thức gì, phương thức là một cái hàm tác động lên một cái đối tượng của lớp. Cho nên là cách chúng ta viết phương thức nó là như thế này. Đây. Khi mà một cái đối tượng x nào đó, một cái đối tượng nào đó nhé, một cái object nào đó, thì cách chúng ta viết là tính phương thức là chúng ta gọi chấm, sau chúng ta gọi phương thức hay là hàm đấy. Okay. Đây là cái cú pháp để chúng ta lấy ra các phương thức của một đối tượng bất kỳ. Thì như vậy là không chỉ có là list hay là sâu là có phương thức, mà là số nguyên có phương thức. Đây là ví dụ là một số nguyên có phương thức này. Đây, số nguyên đây là có phương thức. Thậm chí chúng ta có thể viết luôn, chỉ có thể không cần phải viết là không cần gắn x, có thể viết lấy ví dụ nhé, số là 100. Đây, số này đây đây là một số như chấm này, bit. Khi chúng ta viết chúng ta đóng ngoặc lại thì là máy hiểu là nó là một đối tượng đấy, nó là một cái đối tượng số nguyên đấy nhé. Đấy. Như vậy là cái số này là số mà viết dưới dạng nhị phân thì nó có 24 bit.
21 bit là 20, 21 ký tự nhị phân để mô tả cái số thập phân này. Đấy, nhưng mà đây là một cái, đây là một phương thức đi liền với kiểu kiểu súng liền. Có thấy có đặc biệt không? Thì những đây là những cái mà học sinh là không không cần biết, mà chúng ta nói thêm để các bạn biết thôi, cũng là vậy. Là những cái bài đầu tiên của Python dù đơn giản thôi, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta biết thêm thì chúng ta có cái hình dung nó là như vậy nhé. Hay là một cái hàm nữa của một cái hàm nữa là cái hàm mà ngoài cái hàm eval còn cái hàm là deep mode, tức là hai hàm deep mode là cái hàm trả lại giá trị đồng thời trước đó rồi, đồng thời trả lại giá trị của phép dư và phép thương và số dư, như đây là năm thì nó trả lại luôn là hai số, là phép chia nguyên là hai và số dư là hai. Nhưng mà là cái deep mode nó là cái gì? Deep mode nó là cái hàm rất quan trọng, cái deep mode nhé. Deep mode hai số AB thì nó trả lại là gì? Trả lại chính là thương nguyên của AB, đồng thời trả lại là số dư a, cái số dư của B. Đây là công thức tính cái hàm deep mode, một cái hàm rất là quan trọng. Mà tôi nhắc lại nhé, đây là toàn bộ những cái hàm có sẵn của Python, nó khá nhiều và chúng ta chưa biết, nhưng mà theo tôi khuyên là giáo viên chúng ta nên nên, nên tự học, tự đọc sách và tự biết để mà chúng ta trau dồi cái kiến thức của mình. Nếu ai mà nắm được gần càng nhiều càng tốt cái này thì chúng ta người đó là trở thành một chuyên gia rất là giỏi về về Python. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Như vậy là trong 2 buổi là tôi đã nói xong thậm chí là 6 bài đầu tiên của 2 phần, vì cái phần này dễ tôi nói nhanh, sang phần sau tôi nói chậm lại nhé. Bạn có hỏi thì không, có hiểu thì không? Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào thầy ạ. Ừ, chào các bạn. Em chào thầy ạ. Ừ.